Tình báo Israel nói Mỹ thất bại trong cuộc không kích Syria. Trang tin Genet News trích dẫn một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nói rằng cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhắm vào Syria đã thất bại. Mỹ, Anh và Pháp đêm 13 tháng 4 đã phóng 105 tên lửa vào ba cơ sở tình nghi sản xuất vũ khí hóa học ở thủ đô Damascus để trừng phạt nghi vấn chính quyền tổng thống Syria tấn công hóa học. Tuy nhiên, giới chức Israel khẳng định cuộc không kích này đã thất bại. Nếu tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích chỉ để cho thấy rằng Mỹ đã phản ứng trước nghi vấn tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học thì mục đích này đã đạt được. Tuy nhiên nếu có một mục đích khác, chẳng hạn như làm tê liệt khả năng sử dụng vũ khí hóa học hoặc cản trở ông Assad tái sử dụng nó thì nó chưa đạt được. Trang tin Genet News Israel dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao khẳng định. Trong khi đó, một quan chức tình báo của Israel cũng khẳng định tuyên bố nhiệm vụ hoàn thành và lời kết luận rằng khả năng sử dụng vũ khí hóa học của tổng thống Assad đã bị đánh chí tử là không có cơ sở. Theo báo Business Insider, vị quan chức tình báo Israel nói trên có nhiều khả năng ám chỉ một dòng chia sẻ trên mạng xã hội của tổng thống Donald Trump. Tuần trước sau khi tổng thống Trump cảnh báo Syria hãy sẵn sàng đối mặt với tên lửa và dường như Nga và Syria đã chuyển khí tài quân sự đến những địa điểm an toàn với nỗ lực hạn chế các mục tiêu dễ bị không kích. Có vẻ như giới chức Israel muốn đồng ý với việc Tổng thống Trump hé lộ kế hoạch không kích trước khi hành động. Nếu muốn phóng tên lửa, cứ phóng, đừng nói gì cả. Mỹ trong trường hợp lần này đa phần là nói. Trang tin Genet News trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 17 tháng 4 cũng thừa nhận trước nghị viện châu Âu rằng cuộc không kích nhắm vào Syria không giải quyết được gì cả. Tuy nhiên, ông Macron khẳng định Mỹ, Anh và Pháp buộc phải hành động như vậy để bảo vệ danh dự của cộng đồng quốc tế, đồng thời cáo buộc Tổng thống Syria gây chiến tranh với chính nhân dân của ông ta. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lý do tên lửa Mỹ, Anh và Pháp bị đánh chặn tại Syria. Đô đốc Nga cho rằng liên quân Mỹ, Anh, Pháp có thể đã không phối hợp ăn ý trong cuộc tấn công bằng tên lửa tại Syria nên kết quả không được như mong muốn. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, đô đốc Vladimir Velujev, cựu tư lệnh hạm đội Baltic Nga, nhận định liên quân ba nước Mỹ, Anh và Pháp có thể đã không phối hợp ăn ý trong cuộc không kích kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhằm vào ba mục tiêu bị nghi là cơ sở vũ khí hóa học tại Syria sáng 14 tháng 4. Căn cứ trên thực tế rằng Mỹ, Anh và Pháp mất hơn một giờ đồng hồ để tiến hành cuộc không kích chung. Chúng ta có thể suy ra rằng ba nước đã thất bại trong việc phối hợp hành động cùng nhau, Đô đốc Valujev cho biết. Theo cựu tư lệnh đội ban tích Nga, nếu là một cuộc tấn công thành công, Điều quan trọng là tất cả các tên lửa phải được phóng xuống các mục tiêu cùng một lúc. Tuy nhiên trong trường hợp này, các tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp đã không ăn ý như vậy. Trong khi đó, ngay cả hệ thống phòng không lạc hậu từ thời Liên Xô, vốn được quân đội Syria sử dụng, cũng đã bắn hạ hơn 70 trong số 110 tên lửa hiện đại được dẫn đường chính xác của Liên quân Mỹ, Anh và Pháp. Ông Valujev nói thêm, theo đối đốc Nga, nếu Mỹ và hai nước đồng minh tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực do các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát tại Syria, nơi có các hệ thống phòng không tối tân chờ trực sẵn, thì khả năng đánh chặn tên lửa sẽ sấp xỉ 100%, chứ không chỉ dừng lại ở tỷ lệ 70 trên 110 như bây giờ. Thay vào đó, họ đã tấn công các mục tiêu thứ cấp, được chọn một cách ngẫu nhiên và không có cơ sở, vì các lãnh đạo chính trị và quân sự của Mỹ cho rằng đây là nơi chế tạo và lưu trữ vũ khí hóa học. Ông Valujev nói thêm, đề cập tới ba mục tiêu tấn công tại Syria. Đô đốc Nga cho rằng, nếu xét trên số lượng tàu chiến và máy bay được Mỹ, Anh và Pháp triển khai gần Syria, có thể phỏng đoán rằng liên quân này đã lên kế hoạch phóng khoảng 300 tên lửa trong cuộc không kích chung nhắm vào Syria. Họ rút cuộc chỉ sử dụng 1 phần 3 số tên lửa dự tính. Tất cả những thông tin này cần được phân tích để có biện pháp đáp trả phù hợp hơn, trước hết là trên mặt trận ngoại giao, ông Valijev cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng cộng 71 trong số 105 tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp đã bị hệ thống phòng không Syri đánh chặn khi tiếp cận các mục tiêu trong khoảng thời gian từ 3 giờ 42 phút đến 5 giờ 10 phút sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ Moscow. Các đơn vị phòng không của Nga không tham gia vào việc đánh chặn vì không có tên lửa nào đi vào khu vực do Moscow kiểm soát. Tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay ném bom của Mỹ được cho là ném tổng cộng 85 tên lửa trong đó có 66 tên lửa hành trình Tomahawk và 19 tên lửa AGM-158 GASSM. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Địa Trung Hải, Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ là những địa điểm lý tưởng để tàu chiến Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu ở Syria. Sáng sớm 14 tháng 4, tàu chiến và máy bay Mỹ đã tấn công vào các mục tiêu Syria theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Quyết định tấn công được đưa ra chỉ sau một tuần, cân nhắc các giải pháp. Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, ba tàu chiến ở Biển Đỏ đã phóng loạt tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria. Các máy bay nắm bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer cũng được sử dụng trong đợt tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết quân đội Mỹ đã sử dụng lượng vũ khí gấp đôi so với cuộc không kích vào tháng 4 năm 2017 cuộc tấn công nhằm vào ba mục tiêu, gồm một trung tâm nghiên cứu khoa học nằm ở thủ đô Damas, một cơ sở được cho là lưu trữ vũ khí hóa học nằm ở phía tây hôm và một kho chứa vũ khí gần mục tiêu thứ hai. Để phát động cuộc không kích bằng tên lửa Tomahawk vào Syria, quân đội Mỹ có khá nhiều lựa chọn. Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, điều này cho phép Mỹ có thể phóng từ nhiều vị trí khác nhau, nằm rất xa so với mục tiêu của đối phương rất khó đáp trả. Địa Trung Hải là vị trí lý tưởng để phát động tấn công. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực. Tàu chiến Mỹ hoạt động ở vùng biển này có thể tấn công toàn bộ khu vực Trung Đông và Tây Á. Syria có bờ biển tiếp giáp với Địa Trung Hải nên việc tấn công từ khu vực này rất dễ dàng và không phải bay qua không phận quốc gia nào. Tuy nhiên, tên lửa bắn từ Địa Trung Hải thường phải bay qua khu vực gần căn cứ Hải quân Nga ở cảng Tartus. Căn cứ này có sự hiện diện của hệ thống phòng không tối tân S400, Passer S1, đặc biệt là tổ hợp S300V4 được thiết kế riêng cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa. Một hướng tấn công khác là Vịnh Ba Tư, tuy nhiên hướng tấn công này, tên lửa phải bay qua không phận Iran. Tehran lên tiếng phản đối lời đe dọa tấn công của Tổng thống Trump trước đó, nên phát động tấn công từ đây sẽ không thực sự hợp lý, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tàu chiến Mỹ nếu Iran đáp trả. CNN cho biết, hải quân mỹ phát động đợt tấn công từ biển đỏ điều đó cho thấy mỹ đã chọn đường bay tránh khu vực căn cứ quân sự lớn nhất của nga tên lửa phóng từ biển đỏ sẽ bay qua không phận ả rập xê út jordan hai quốc gia đồng minh với mỹ để tiếp cận damas khu vực này được bảo bọc bởi các quốc gia đồng minh và đối tác thân cận của mỹ bên cạnh đó tàu chiến hoạt động từ khu vực này sẽ tránh được nguy cơ đụng độ với tàu chiến nga ở địa trung hải hải quân nga đã điều động phần lớn tàu chiến của họ ở tartus ra địa trung hải ngay sau lời đe dọa của ông Trump. Nếu như phản ứng sau vụ tấn công hóa học xảy ra vào tháng 4 năm 2017, Mỹ chỉ đáp trả bằng 59 quả tên lửa Tomahawk, thì đợt không kích năm nay đã sử dụng hỗn hợp cả máy bay và tàu chiến với khoảng hơn 100 quả tên lửa. Cuộc tấn công lần này có sự tham gia của Anh và Pháp cho thấy một liên minh đã được hình thành để đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 8 tháng 4. Không quân Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tham chiến, phi cơ này có thể phóng tên lửa hành trình không đối đất từ ngoài không phận Syria. Tài khoản Twitter Tyler Rogolway đăng ảnh các tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 GASSM bên trong khoang chứa vũ khí của B-1B trước khi xảy ra vụ công kích. Tên lửa GASSM có tầm bắn từ 370 đến 1.000 km tùy phiên bản. Đây là một trong những tên lửa đẹp và thông minh. Theo cách mô tả của Tổng thống Trump, vài ngày trước cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ vị trí xuất kích của B1B cũng như vị trí mà nó phóng tên lửa. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, bốn cường kích Tornado GR4 đã tham dự đợt tấn công, phóng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow vào một căn cứ quân sự cách khoảng 15 km về phía tây home syria Bộ Quốc phòng Pháp đã điều động tiêm kích Migare 2000 và Rafale tham chiến. Các tiêm kích Rafale sử dụng tên lửa hành trình không đối đất Storm Shadow để tấn công các mục tiêu ở Damas. Chưa có báo cáo chính thức nào về thương vong đối với người dân, Nga và Iran lên án cuộc tấn công. Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo về những hậu quả đối với các nước thực hiện cuộc không kích. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh hành động leo thang làm phức tạp thêm tình hình. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp